Giống lúa lai hai dòng thơm TH6-6 được lai tạo từ tổ hợp lai T6S-R6. Cả hai dòng bố mẹ đều mang gen thơm do nhóm tác giả của Viện Nghiên cứu và Phát triển Cây trồng lai tạo chọn lọc ở trong nước. Giống lúa lai hai dòng TH6-6 đạt năng suất chất lượng và có mùi thơm ổn định với quy mô 400 ha. Trong đó 200 ha không sử dụng ngân sách nhà nước, đạt năng suất từ 7 đến 7,5 tấn trên 1 ha trong vụ xuân và từ 6,5 đến 6,8 tấn trên 1 ha trong vụ mùa. Cho nên, việc sản xuất hạt giống lúa lai F1 TH6-6 hoàn toàn chủ động, có giá thành thấp hơn so với giống nhập khẩu như là Thái Xuyên 111, giống lúa lai chất lượng từ 30 năm đến 55.000 đồng một kg. Đây là yếu tố quan trọng trong việc mở rộng diện tích lúa lai được chọn tạo ở trong nước nhằm giảm chi phí đầu vào cho người sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân. Để đa dạng bộ giống lúa chất lượng cao phục vụ cho sản xuất, tỉnh Hải Dương cần khảo nghiệm sản xuất nhiều giống lúa mới có chất lượng cao phù hợp với điều kiện canh tác của tỉnh, đặc biệt là các giống lúa lai có chất lượng tốt như là HQ19, TH6-6 để ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Vụ lai thì trước mắt là nhìn trên đó là ai cũng khen bông to mà hạt mập mà năng suất. Viện Nghiên cứu và Phát triển Cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã triển khai đề tài xây dựng mô hình sản xuất lúa lai TH6-6 năng suất chất lượng cao, có mùi thơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Giống lúa TH6-6 có khả năng sinh trưởng tốt, đẻ nhánh gọn, khỏe, bản lá dài, màu xanh nhạt, bông to, hạt dài. TH6-6 có độ thuần đồng ruộng rất tốt, cứng cây, tàn lá muộn. Đánh giá sâu bệnh trên đồng ruộng xác nhận TH6-6 không nhiễm đến nhiễm nhẹ với bệnh đạo ôn lá, không nhiễm đạo ôn cổ bông, nhiễm nhẹ với bệnh bạc lá, dày nâu, bệnh khô vằn, đốm nâu, sâu đục thân và sâu cuốn lá. Đề tài được thực hiện với quy mô 60 ha, trong đó ở vụ xuân là 45 ha và vụ mùa là 15 ha. Địa điểm thực hiện tại các huyện Nam Sách, Kim Thành, Gia Lộc, Tứ Kỳ và Ninh Giang. Mỗi huyện sẽ triển khai 3 điểm và quy mô mỗi điểm là 3 ha. Thời gian sinh trưởng của tổ hợp TH6-6 trong điều kiện vụ hè thu là 102 đến 103 ngày, tương đương với Việt Lai 20. Vụ xuân từ 121 đến 124 ngày, ngắn hơn so với TH3-3 từ 4 đến 5 ngày và ngắn hơn Thái Xuyên 111 là 6 ngày, ngắn hơn Nhị Ưu 838 tới 10 ngày. Số bông trên mét vuông đạt từ 282,6 đến 304,3 bông trong vụ hè thu và từ 298,9 đến 309,8 bông trong vụ xuân. Số hạt trên bông của TH6-6 ở vụ hè thu đạt từ 130 đến 142,2 hạt, ở vụ xuân từ 131,8 đến 145,6 hạt. Năng suất thực thu của TH6-6 ở vụ hè thu dao động từ 67,9 đến 70,1 tạ trên 1 ha, cao hơn so với đối chứng Việt Lai 20 từ 9,2 đến 11,3%. Ở vụ xuân, năng suất thực thu của TH6-6 đạt từ 71,6 đến 74,8 tạ trên 1 ha, cao hơn so với đối chứng là Nhị Ưu 838 là 7,4%, cao hơn đối chứng Thái Xuyên 111 là 9,4% và cao hơn đối chứng TH3-3 từ 8,7 đến 11,5%. Vụ chiêm năm nay là chúng tôi vào với hơn 200 hộ nông dân tham gia vào mô hình 30 ha. Cái vụ chiêm xuân năm 2019 thì chúng tôi đã mạnh dạn đưa vào khảo nghiệm một số diện tích là 3 ha. Thế thì từ cái vụ chiêm năm 2019 thì nông dân người ta cảm nhận được cái giống lai thơm 6 này có khả năng có chịu được thâm canh tốt. Một là về sâu bệnh là hạn chế, hai là chất lượng của gạo. Chất lượng gạo rất là tốt, tỷ lệ xay sát trên 70%, gạo không sắt mẻ trắng trong mà có mùi thơm đậm. Khi chúng ta nấu cơm là có một mùi thơm đậm rất là ngon. Cái vụ chiêm xuân năm nay thì Hồng Phong chúng tôi đã gieo cấy và đến bây giờ thì thực sự ra địa bàn xã là 300 ha. Thế thì đã có một thôn là người ta đã đưa vào thu hoạch, người ta cấy 6 ha, người ta đã đưa vào thu hoạch. Đến bây giờ đã cơ bản xong, thóc đã đưa vào bồ.
Thế thì người ta đánh giá kiểu bình quân là nó khoảng 240 đến 250 kg. Thế còn thâm canh tốt đạt tới 260 kg trên sào. Thì chúng tôi đánh giá là một cái giống hiện tại bây giờ trên đồng đất của xã Hồng Phong chúng tôi là một cái bộ giống có tiềm năng đưa vào để sản xuất, vì về kháng chịu được sâu bệnh rất là tốt. Không có một cái thứ bệnh gì, chỉ có nhiễm một tí gọi là khô vằn nhẹ. Thì chúng tôi dám khẳng định đây là một giống có ưu thế tiềm năng để đưa vào sản xuất của địa bàn xã Hồng Phong. Gạo của TH6-6 thuộc loại thon dài, chiều dài hạt trên 7mm. Gạo TH6-6 có độ bền thể gen thuộc loại mềm, nhiệt độ hóa hồ thuộc loại trung bình, hàm lượng amylose thấp từ 12,23 đến 12,96%. Trong vụ xuân và vụ mùa năm 2019, đề tài xây dựng mô hình thử nghiệm giống lúa TH6-6 trên các chân đất khác nhau, chân vàn cao và chân vàn. Sau khi thu hoạch, ngoài việc đánh giá khả năng sinh trưởng, thích nghi của giống, năng suất, ban chủ nhiệm đề tài đã tiến hành lấy mẫu để phân tích các chỉ tiêu liên quan đến chất lượng, bao gồm tỷ lệ gạo xay, tỷ lệ gạo sáp, tỷ lệ gạo nguyên, tỷ lệ gạo trắng trong, hàm lượng amylose, protein, nhiệt độ hóa hồ, chất lượng nấu nướng, bao gồm độ ngon, độ mềm dẻo, độ trắng và mùi thơm. Có thể đánh giá, giống lúa TH6-6 có chất lượng gạo tốt, có mùi thơm và được nông dân chấp nhận. Việc ứng dụng giống lúa lai TH6-6 vào sản xuất sẽ góp phần bổ sung bộ giống lúa chất lượng tốt cho tỉnh Hải Dương, góp phần mở rộng diện tích gieo trồng giống lúa lai mới, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cái đề tài đã được Sở Khoa học Công nghệ và Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt được thực hiện từ tháng 1 năm 2019 và kết thúc là tháng 12 năm 2020. Thì qua 3 vụ triển khai, đó là vụ xuân và vụ mùa 2019 và vụ xuân 2020, với tổng diện tích triển khai đến bây giờ là 360 hectare. Thì qua kết quả triển khai thấy là những cái vấn đề thuận lợi. Cái thứ nhất là cái thuận lợi là đây là một cái giống lúa lai thơm, chất lượng cao. Đây cũng là cái giống lúa lai thơm đầu tiên mà được chọn tạo trong nước đưa ra sản xuất. Thì khi mà đưa xuống triển khai sản xuất thì đánh giá về chất lượng như này thì được bà con nhân dân ủng hộ rất nhiều. Người ta chấp thuận ngay trong cái việc sử dụng các cái giống này đưa vào trong sản xuất. Thì cái thuận lợi thứ hai nữa là được sự quan tâm của các phòng nông nghiệp, rồi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Dương, các phòng nông nghiệp các huyện cũng đã chỉ đạo sát sao và thực hiện tốt các cái nhiệm vụ khoa học công nghệ của tỉnh. Cái thuận lợi thứ ba nữa là thực ra thì đối với đơn vị là Viện Nghiên cứu và Phát triển Cây trồng thì cũng đã được triển khai nhiệm vụ nhiều cái đề tài ở tỉnh Hải Dương. Do vậy là các cái bà con nông dân thì cũng đã biết đến đơn vị và cũng tin tưởng vào cái ban chủ nhiệm đề tài và triển khai tốt các cái nhiệm vụ của khoa học của sở. Về những cái khó khăn thì thực ra là có một số những cái khó khăn. Cái thứ khó khăn thứ nhất ở đây là hiện nay thì cái tập quán canh tác của người nông dân ấy thì rất khó thay đổi, đặc biệt là trong vấn đề là cơ giới hóa trong vấn đề nông nghiệp, thì đây cũng là một cái khó khăn để chúng ta có thể mở rộng các cái đề tài và có quy mô lớn. Cái khó khăn thứ hai nữa là cái khó khăn là bây giờ là cái sức lao động của người nông dân. Thực sự là những cái cán bộ trẻ, cũng như người trẻ thì người ta thường đi làm với các cái doanh nghiệp. Như vậy là cái nông nghiệp của chúng ta là chủ yếu là các cái tầm trung tuổi và người già. Do vậy là rất khó khăn cho trong cái vấn đề là triển khai chỉ đạo sản xuất cũng như là gieo trồng các cái giống lúa trên địa bàn. Thì một cái khó khăn thứ ba nữa là cái khó khăn ở đây là cái cách tiếp cận. Thực ra thì tập quán của người dân thì bây giờ đứng ra là để mà có một cái hiệu quả kinh tế đối với một diện tích trồng lúa thì nó không được cao so với một số những đối tượng cây khác. Nên là cái cách tiếp cận này của bà con nông dân thì người ta có thể là người ta thấy giống này không cấy giống này, người ta có thể cấy giống khác. Đấy, nhưng mà miễn sao là người ta thấy là được cái mà người ta cấy được cái để người ta có thể sử dụng được. Đấy, thì đấy là ba cái khó khăn cơ bản nhất thì trong cái quá trình triển khai thực hiện đề tài. Thì đấy là một số những cái khó khăn. Thế còn thì về các cái nội dung triển khai của đề tài thì đến bây giờ thì các cái nội dung thực hiện của đề tài là hoàn toàn đúng tiến độ và đáp ứng được mọi yêu cầu thông số kỹ thuật của đề tài.